Xin chào các bạn, đây là kênh Thú vị CBiz, kênh tổng hợp những thông tin thú vị về những bộ phim và sao Hoa ngữ. Đang là cái tên làm mưa làm gió với bộ phim cổ trang Ra đấu Cẩm tâm tượng ngọc, Đàm Tú Vận luôn nằm trong top đầu bảng xếp hạng chỉ số danh tiếng của diễn viên trong thời gian vừa qua. Trong khi dân tình còn đang điên đảo vì những tình tiết vô cùng hấp dẫn của bộ phim, cùng với mối tình vừa mới chớm nở của Từ Lệ Nghi và La Thập Nhất Nương, Đàm Tú Vận lại tiếp tục có một bộ phim mới lên sóng trong tháng 4 này. Đây là một phim ngắn điện ảnh có tên là Bát Nguyệt Vị Ương. Với sự tham gia diễn xuất của La Tấn, Trung Sở Hy, Đàm Tú Vận, bộ phim kể về hai cô gái có tính cách trái ngược, Vị Ương và Tiểu Kiều, do Trung Sở Hy và Đàm Tú Vận thủ vai. Nếu như Tiểu Kiều, Đàm Tú Vận là một cô gái mỏng manh, nhạy cảm, dễ bị tổn thương, thì Vị Ương lại mạnh mẽ, cứng rắn, có chút nổi loạn. Hai người thân thiết, tình cảm gắn bó như chị em. Vị Ương luôn là điểm tựa tinh thần vững vàng của Tiểu Kiều. Nhưng Chúa Chiêu Thanh, trái ngang lớn nhất trong cuộc đời của hai cô gái, chính là Triều Nhan, hôn phu của Tiểu Kiều, lại đem lòng yêu mến Vị Ương. Trong phút chốc, tình cảm của cả ba người rơi xuống vực tối, mối quan hệ có nguy cơ bị rạn nứt, tan vỡ. Vào thời khắc ấy, Vị Ương đã đưa ra một quyết định mà chẳng ai ngờ tới. Là sự kết hợp của những cái tên được đánh giá cao về diễn xuất, cùng với nội dung ngược tâm, Bát Nguyệt Vị Ương hứa hẹn sẽ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Bộ phim được quay từ tháng 1 năm 2018 và sẽ được công chiếu vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Hãy cùng đón xem và ủng hộ cho vai diễn Tiểu Kiều của Đàm Tú Vận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.